Tai nghe truyền dẫn qua xương, thật không? Các bạn có thử bao giờ chưa? Đây là chiếc tai nghe có công nghệ truyền dẫn âm thanh qua xương khá là mới mẻ, tên là Amras Basebuds 2 Pro. Đây là dạng tai nghe kẹp vô tai, truyền âm thanh qua cái xương sụn của tai chứ không truyền trực tiếp như những mẫu tai nghe thường không. Cái khay sạc của em này cũng nhỏ gọn, các bạn có thể bỏ tai nghe vào và sạc bằng cổng Type-C này rất là nhiều lần, không sợ hết pin gì hết nha. Tai nghe có nút cảm ứng thì các bạn sợ chạm nhầm, thì em này hỗ trợ phím cơ, các bạn chỉ cần bấm cạch cạch vào, khỏi lo nhầm gì hết nha. Đeo cái loại tai nghe này thì sẽ không gây bí ù tai mà lại còn bám chắc khi chúng ta tập thể dục thể thao đồ nữa. Cái loại tai nghe này thì nghe giống như là có cái loa ngoài áp vào gần tai của chúng ta, cho phép chúng ta có thể đi tập thể dục nhưng mà vẫn nghe được các âm thanh xung quanh. Cái em tai nghe Amras này cũng có mic nữa, giúp các bạn hỗ trợ đàm thoại khi mà đang bận tai hoặc là đang tập thể dục đồ, rất là tiện luôn. Nhưng mà nó cũng có những cái nhược điểm như sau: ở những nơi ồn ào thì nó không giảm thiểu được tiếng ồn như những tai nghe chiếc tai, chất âm cũng không được tốt bởi vì âm thanh nó lọt ra ngoài quá nhiều. Em tai nghe truyền dẫn qua xương Amras Basebuds 2 Pro này rất là đáng để trải nghiệm, nếu các bạn hãy bỏ qua những cái nhược điểm nhỏ nhỏ của em nó.